Minh Phương kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 6 sẽ bao gồm những thông tin nổi bật sau đây. Đúng như dự đoán, Bắc Kinh đã có hành động gây gắt đáp trả tuyên bố chung của G7 và NATO khi điều động kỷ lục 28 chiến đấu cơ uy hiếp đảo Đài Loan. Tuy nhiên, Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang tính toán sai lầm với hành động lần này. Không chỉ dò xuông, Lầu Năm Gốc còn lên kế hoạch thành lập lực lượng chủ chốt, đóng quân vĩnh viễn ở Thái Bình Dương để đối đầu Trung Quốc Liệu chiến tranh hạt nhân sẽ bùng nổ nếu Mỹ trung giao tranh vì Đài Loan? Cũng sau cuộc họp của G7 và NATO, chuyên gia nhận định Trung Quốc và Nga không còn lựa chọn nào ngoài liên thủ chống lại phương Tây. Trong khi đó, trên giả Amber của Thụy Sĩ, xe bọc thép và hàng ngàn binh lính đang tuân hành nghiêm ngặt nhằm bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga. Một số tin nóng khác, người Anh thất vọng khi chính phủ lùi lại ngay tự do hậu Covid-19. Nhân viên choáng ván khi ship Huawei Phần Lan đề xuất làm việc suốt 7 ngày trong tuần. Tham vọng chinh phục vũ trụ của Trung Quốc lại có bước tiến mới. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Kính thưa quý vị như các bản tin quốc tế hôm qua của BBC đưa tin Trung Quốc vừa thiết lập kỷ lục đều tới 28 máy bay chiến đấu xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ngay lập tức thì quốc tế chú ý đến hành động gây hấn nghiêm trọng này trong đó là Năm gốc cảnh báo sự bành trướng ngày càng tăng của Bắc Kinh có thể dẫn đến những tính toán sai lầm là bùng nổ xung đột khó cứu vãn trong số phi đội khủng gồm 28 chiến đấu cơ của Trung Quốc bao gồm 14 chiếc tiêm kích J-16, 6 tiêm kích J-11, 4 anh tạc cơ H-6 có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra có máy bay chống ngầm, tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. đáng chú ý là các máy bay Trung Quốc lần này không chỉ áp sát quần đảo Đông Sa mà nhóm anh tà cơ và một số tiêm kích còn bay lờn vờn ở rìa phía nam của Đài Loan, phía trên kênh Ba Sĩ. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái quân sự của Trung Quốc nhằm đáp trả G7 ra tuyên bố chung về eo biển Đài Loan. Một số ý khác lại nói là đây là hành động dằn mặt Mỹ sau khi lao động gốc điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan thực hiện tuần hành trên Biển Đông. Trước hành động của Trung Quốc thì người phát ngôn lầu năm gốc John Subbo hôm 16 tháng 6 cho biết, Bắc Kinh đang tăng cường đe dọa Đài Loan, gây mất ổn định và làm tăng nguy cơ dẫn đến những tính toán sai lầm. Ông Subbo nhấn mạnh những cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vững như bàn thạch và giúp đem lại hòa bình ổn định tại khu vực, bất chấp Bắc Kinh cảnh báo phương Tây đừng can thiệp vào vấn đề nội bộ thuộc lằn ranh đỏ, đại diện lầu năm gốc vẫn tuyên bố, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ an ninh không chính thức với Đài Loan nhằm giúp hòn đảo có đủ năng lực tự bảo vệ chính mình trước đó ông mã hiểu quang phát ngôn viên văn phòng các vấn đề đài loan của trung quốc cho biết cần phải đổ lỗi cho chính quyền của bà thái anh văn làm gia tăng căng thẳng ông mã nói thêm chúng tôi không bao giờ chấp nhận các nỗ lực tìm kiếm độc lập của đài loan hay là sự can thiệp bừa bãi vào vấn đề này của thế lực nước ngoài vì vậy chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các hành động không đồng cấu kết không chỉ nói xuống thì Lầu Năm Góc còn lên kế hoạch xây dựng một lực lượng hải quân đồng trú vĩnh viễn ở khu vực Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc, theo tờ Politico mới đây dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Kế hoạch của Lầu Năm Góc còn bao gồm việc thiết lập một đơn vị quân đội mới ở Thái Bình Dương cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ thêm ngân sách cho vấn đề ứng phó Trung Quốc hai kế hoạch nói trên hiện vẫn đang soạn thảo tuy nhiên sẽ hứa hẹn giúp ông biden có thêm các nền tảng để duy trì thái độ cứng rắn với trung quốc và gửi đi thông điệp rằng chính quyền tân tổng thống mỹ hoàn toàn nghiêm túc trong việc ngăn chặn bắc kinh bành trướng hành động ngang ngược ở các vùng biển thái bình dương các thông tin về kế hoạch mới của mỹ được tung ra ngay khi các nhà lãnh đạo nato đã điều chỉnh quan điểm của họ cho phù hợp hơn với washington từ đó cùng thống nhất tuyên bố trung quốc là một mối đe dọa an ninh mà nato cần cảnh giác trước khi bắc kinh thật sự làm thay đổi trực tự quốc tế dựa trên luật lệ Hiện thực Mỹ Trung ngày càng mắc kẹt trong những bất đồng sâu sắc và có những động thái gia tăng quân sự đều đã được lực lượng hai nước lường trước. Nguồn tin từ Fox cho biết vào cuối năm ngoái không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chiến tranh bí mật để thử nghiệm xem lực lượng Mỹ có thể đẩy lùi cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc có thể xảy ra vào năm 2030 hay không. Và theo mô tả của tờ Defense News, không quân Mỹ đã sử dụng một loạt máy bay có người lái và không người lái để ngăn chặn cuộc tấn công, bao gồm cả máy bay ném bom siêu tàng hình B-21 vẫn đang được phát triển. Sau cuộc diễn tập lần đó, tin tốt là cuộc xâm lược giả định của Trung Quốc trong trò chơi chiến tranh đã bị dừng lại mà không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Thế nhưng tin xấu là mọi thứ có thể không không diễn ra theo cách đó trong một cuộc chiến thật sự và có thể Trung Quốc sẽ sử dụng hạt nhân trước khi Mỹ làm. Theo Defense News, B-21 được sử dụng để xâm nhập vùng tranh chấp hàm ý chỉ không phần Trung Quốc, trong khi loại B-52 ít khả năng sống sót hơn đã phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách xa. Điều khiến cho Trung Quốc phải lo lắng đó là Bắc Kinh sẽ không có cách nào nhanh chóng để xác định xem liệu Mỹ sẽ điều các máy bay ném bom tấn công mang theo vũ khí hạt nhân hay không. Hệ thống cảnh báo chiến lược non trẻ của họ sẽ không thể phân biệt giữa một cuộc tấn công hạt nhân và phi hạt nhân cho đến khi vũ khí thực sự bắt đầu phát nổ trên lãnh thổ của nó. Và cơ quan chỉ huy hạt nhân tập trung cao độ của Trung Quốc có thể không sẵn sàng chờ đợi lâu trước khi phản ứng. Không giống như Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ có quy mô tương đương với Mỹ, Trung Quốc luôn tự đánh giá thấp khả năng răng đe hạt nhân của mình. Lầu Nam Góc ước tính rằng Trung Quốc chỉ có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân và một cuộc khảo sát tư nhân có uy tín tại Mỹ đã chốt con số là 350. Chỉ có khoảng là 130 đầu đạn trong số đó được sử dụng trên các tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Quan điểm chính thức của Trung Quốc là nước này sẽ không bao giờ là quốc gia đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng các quan chức Lầu Nam Góc đã cảnh báo trong nhiều năm rằng Bắc Kinh có thể chuyển sang tư thế cảnh báo trước để răng đeo điều đó có nghĩa là bắc kinh có thể quyết định phóng tên lửa tầm xa của mình trước khi chúng bị tiêu diệt trên mặt đất đây không phải là lần đầu tiên chiến lược hạt nhân hoạt động của một quốc gia khác với chiến lược tuyên bố của họ trung quốc có thể hành động trước để giảm bớt tính dễ bị tổn thương của kho vũ khí yếu thế hơn so với đối thủ và để thực hiện được điều này có lẽ trung quốc có thể noi gương mỹ bằng cách đưa hầu hết kho vũ khí hạt nhân của mình lên các tàu ngầm không thể theo dõi khi ở dưới biển sau khi G7 và NATO gần đây xác định Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, các nhà phân tích nhận xét rằng Moscow và Bắc Kinh đã bị đẩy vào hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại Liên minh phương Tây do bị dẫn đầu. Theo báo South China Morning Post dẫn lời chuyên gia cho biết, cuộc gặp đụng chạm đến nhiều vấn đề căng thẳng con Biden và Putin trong ngày 16 tháng 6 sẽ không thể xoa dịu mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Hơn nữa, thì còn đẩy nga xích lại gần hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định với đài NBC News hôm thứ Bảy rằng mối quan hệ Nga-Mỹ đã đi xuống mức tệ nhất trong những năm gần đây. Đáp lại, ông Biden trước thêm chuyến đi tới Geneva cũng tuyên bố cứng rắn, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng sẽ phản đoàn uy lực nếu Moscow tiếp tục những hành động gây hại. Chuyên gia Xi Jinhong, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã bày tỏ quan điểm các tuyên bố chung của G7 và NATO đã làm tăng lên đáng kể tính đối kháng trong quan hệ Mỹ-Nga và cuộc đối thoại ở Geneva sẽ đóng góp ít ỏi để xoa dịu căng thẳng đó. Giáo sư Xi nhận xét, ông Biden muốn nhấn mạnh thái độ cứng rắn của Mỹ khi tham gia hội nghị thượng đỉnh Geneva. Trong bối cảnh đó, thì Nga và Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường hợp tác về chiến lược, quân sự và ngoại giao. Theo ông Xi, điều đáng chú ý nhất mà hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga có thể bàn bạc tại Geneva có lẽ liên quan đến hiệp ước kiểm soát cắt giảm vũ khí new star còn về những bất đồng sâu sắc trong quan hệ mỹ nga thì sẽ cần nhiều thời gian hơn và nỗ lực hơn từ cả hai phía để có thể hàn gắn hoặc chữa lành cũng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Putin, cánh phóng viên ghi nhận hàng loạt xe bọc thép và cảnh sát tuần tra đã xuất hiện khá dày trên đường phố Geneva của Thụy Sĩ từ sáng sớm ngày 16 tháng 6. Đã rất lâu thì thành phố mơ màng trên dãy Alp mới tỏ ra cảnh giác cao độ trước một sự kiện trọng đại như vậy. An ninh đã được thắt chặt tối đa. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi ông Biden nhậm chức diễn ra trong bối cảnh Washington và Moscow tồn tại nhiều mâu thuẫn sâu sắc khó lắng dịu giới quan sát không kỳ vọng về sự đột phá trong mối quan hệ này hậu hội nghị thượng đỉnh. Dù vậy, thì công Putin và ông Biden đều nói họ hy vọng cuộc gặp trực tiếp ở căn biệt thự hướng ra hội Geneva sẽ giúp thiết lập một chương mới trong quan hệ song phương để trở nên ổn định và dễ đoán hơn. Tuy nhiên, các vấn đề như là kiểm soát vũ khí, tấn công mạng, can thiệp bầu cử và an ninh của Ukraine là những bất đồng khó giải quyết trong một cuộc họp mặt. Điện Kremlin và Nhà Trắng vốn đối đầu gay gắt từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Gần đây thì mối quan hệ càng thêm căng thẳng khi ông Biden vào tháng 3 gọi tổng thống Putin là kẻ sát nhân, khiến cho Mỹ và Nga có những hành động ngoại giao quyết liệt sau đó. Đại sứ của Mỹ và Nga đều bị gọi về nước vào tháng 4 và đến nay thì cả hai vẫn chưa quay về tiếp tục nhiệm vụ của họ. Thưa quý vị, trong lúc Mỹ Trung đang căng thẳng thì một đỉnh tam giác còn lại là Nga đang tập trung với các kế hoạch tập trận của riêng mình. Văn phòng báo chí của hạm đội biển Bắc nước Nga mới đây thông báo tàu săn ngầm cỡ đại mang tên Phó Đô đốc Kulakov đã thực hành một loạt các nhiệm vụ để săn tìm và theo dõi một tàu ngầm của kẻ thù, đồng thời tiến hành diễn tập bắn ngư lôi chống lại tàu ngầm đối thủ trong cuộc tập trận ở biển Barents hôm 15 tháng 6 vừa qua theo giờ địa phương. Cụ thể, trên thông báo của văn phòng báo chí biển Bắc, nhà nói rõ thủy thủ đoàn của tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Phó Đô đốc Kulakov đã tổ chức một cuộc diễn tập chiến thuật đủ điều kiện để tấn công một tàu ngầm của kẻ thù giả định. Vụ vắng đã được coi là thành công và kẻ thù dưới nước đã bị tiêu diệt đúng với mục tiêu ban đầu. Trong đó, tàu ngầm Kaluga có nhiệm vụ mô phỏng kẻ thù trong cuộc tập trận. Sau khi loạt diễn tập bắn ngư lôi thành công, thì thủ đoàn của một tàu thu hồi ngư lôi đã tìm thấy và nâng quả ngư lôi nổi lên. Tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Phó Đô Đốc Kulakov sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ở biển Barents theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu thí tổ đoàn sẽ thực hành phòng không và các hoạt động quân sự thực tế khác trên biển. Phó điều đốc Kulakop đang hoạt động trong lữ đoàn tác chiến chống tàu ngầm của lực lượng vũ trang Kola thuộc hạm đội biển Bắc có trụ sở tại Severomorsk. Tàu chiến liên tục tham gia các đợt triển khai đường dài ở đại tây dương và ấn độ dương để trung hải và bắc cực. Phó điều đốc Kulakop là một phần của lực lượng đặc nhiệm bắc cực của hạm đội. Được biết tàu phó đô đốc Kulakop được trang bị hệ thống tên lửa chống ngầm, máy phóng tên lửa, ống phóng ngư lôi và các loại vũ khí pháo và tên lửa khác. Tàu chiến còn mang theo hai trực thăng tác chiến chống ngầm K-27. Không chỉ tập trận trên biển, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng đã đưa tin hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược là TU-160 của Nga đã thực hiện chuyến bay kéo dài 8 giờ đồng hồ trên vùng biển trung lập của biển Baltic như thường lệ và được các máy bay chiến đấu của Ý, Đan Mạch và Thụy Điển hộ tống tại một số đoạn đường bay. Một động thái được cho là nhằm đảm bảo an toàn cho không phận của các nước láng giềng. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tham gia cuộc hành trình lần này còn có tiêm kích hạng nặng tầm xa SU-35S của lực lượng hàng không vũ trụ và tiêm kích phản lực SU-27 của lực lượng hàng không hải quân thuộc hạm đội Baltic cùng tham gia hỗ trợ. Ở một số chặng đường của họ, thì các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược của Nga còn nhận được sự hộ tống của các máy bay chiến đấu F-35 của lực lượng không quân Ý, máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đan Mạch và máy bay chiến đấu Saab JAS 35 Gripen của không quân Thụy Điển bộ quốc phòng nga nói thêm rằng các phi hành đoàn của máy bay tầm xa nga thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên các vùng biển trung lập ở bắc cực bắc đại tây dương biển đen và biển baltic và thái bình dương nhưng cam kết các chuyến bay của họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã thông báo lùi lại ngày tự do thêm 4 tuần, tức là sẽ tiếp tục gia hạn thêm một tháng những biện pháp hạn chế để chống dịch Covid-19. Chính phủ giải thích việc này giúp có thêm thời gian để tiêm phòng cho người dân, đảm bảo đạt hiệu quả miễn dịch cộng đồng và tăng cơ hội ngăn chặn dịch bùng phát lại khi cả nước hoàn toàn mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người Anh tỏ ra bức xúc vì họ đã chờ ngày tự do quá lâu và không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Liệu chính phủ có tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế nữa hay không? Chính là nỗi băn khoăn của nhiều người ở xứ sở sương mù hiện nay. Từ ngày 17 tháng 5, nước Anh bước vào giai đoạn thứ ba nới lỏng các biện pháp chống COVID-19. Theo đó, mọi cửa hàng trong nhóm không thiết yếu và các ngành kinh doanh khác sẽ được cho phép mở cửa lại. Quán rượu, nhà hàng và tiệm cà phê được đón khách trong phòng kính, miễn là thực khách đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Dù vậy, vũ trường vẫn đóng cửa, nhà hát và sân vận động cũng không thể hoạt động hết công suất. Đám cưới, đám tang bị giới hạn dưới 30 khách. Người lao động được khuyến nghị làm việc ở nhà. Tuy nhiên, nước Anh từng lên kế hoạch sẽ dỡ bỏ tất cả những biện pháp hạn chế nói trên vào ngày 21 tháng 6. Thế nhưng, Thủ tướng Boris Johnson mới đây lại thông báo thời điểm mở cửa hoàn toàn sẽ lùi lại một tháng nữa đến ngày 19 tháng 7. Đó cũng là cục mốc mà Vương quốc Anh dự kiến sẽ tiêm ít nhất là một liều vaccine cho tất cả những người trưởng thành, cũng như để mạnh tiêm liều thứ hai cho nhóm người trên 40 tuổi. Khi đưa ra thông báo mới vào ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh, Tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý nếu chờ thêm ít lâu nữa. Đây là giai đoạn cần thiết để kiềm hãm đa lây nhiễm của virus. Quyết định gia hạn phong tỏa của chính quyền ông Johnson được cho là vì các nhà khoa học cảnh báo về sự nguy hiểm của biến chủng Delta từ Ấn Độ, có nguy cơ phá hỏng thành quả chống dịch mà nước Anh khó khăn lắm mới có được. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ lại bị một số nghị sĩ quốc hội phản ứng gay gắt vì lo ngại hậu quả kinh tế và tâm lý ức chế của người dân. Cựu lãnh đạo bảo thủ Duncan Smith cho biết, Thủ tướng đã hành động một cách hoảng loạn. Ông Smith nói, Tôi không thấy bằng chứng nào thuyết phục để tỏ ra hoảng loạn như vậy. Nếu các nhà khoa học lại nói, chúng ta sẽ không thể mở cửa kinh tế vào mùa thu vì dịch sẽ bùng phát vào mùa đông, thì chính phủ sẽ làm y như vậy à? Nghị sĩ David Jones cũng bày tỏ, Thủ tướng cần phải kiểm soát tình hình và cho mọi người được tự do trở lại. Còn hiện giờ tôi chỉ nhìn thấy một cuộc phong tỏa không có hồi kết. Cũng liên quan đến COVID-19, giới chức y tế Nga vừa báo cáo phát hiện thêm một đột biến của virus corona có thể kháng lại vaccine. Hiện giờ, thì các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn về chủng đột biến này, được ghi nhận tại thủ đô Moscow giữa lúc số ca nhiễm mới tăng cao. Đợt bùng phát dịch mới ở Moscow bắt đầu từ giữa tháng 5, và số ca nhiễm mới trong ngày Chủ nhật vừa qua đã lên tới 7.700 người, mức cao nhất trong một ngày kể từ hôm 24 tháng 12. Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Vi sinh vật và Dịch tễ học Gamaleya cũng chính là đơn vị đã chế tạo vaccine Sputnik V, nhận định rằng biến chủng mới của virus có thể là nguyên nhân khiến cho số ca nhiễm mới tăng đột biến. Đại diện Viện Nghiên cứu cho biết, chúng tôi đang giám sát tình hình dịch bệnh ở Moscow và điều đáng nói là có lẽ thủ đô đã xuất hiện một biến chủng virus mới. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Gamaleya vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về biến chủng mới. Trong khi đó, thị trưởng thành phố ông Sarai Sobyanin cho biết hàng ngàn người nhiễm COVID-19 đã phải nhập viện đột ngột trong thời gian gần đây. Giới chức kêu gọi người dân làm việc ở nhà để giúp thủ đô thoát khỏi làn sóng bùng phát dịch lần này. Hiện tại ở Moscow, các khu vui chơi, sân vận động đã bị đóng cửa. Các nhà hàng và quán bar phải dừng hoạt động từ 11 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị, sau vụ ly hôn ồn ào với ông chủ của Amazon Jeff Bezos, Bà Mackenzie Scott đã trở thành một trong những tỷ phú làm từ thiện hào phóng và sôi nổi hàng đầu ở Mỹ hiện nay. Mới đây, thì bà Scott đã thông báo quyên góp thêm 2,7 tỷ đô la Mỹ cho 286 tổ chức khác nhau. Nữ tỷ phú cho biết khoản hỗ trợ là một món quà, một cử chỉ của niềm tin và sự khích lệ dành cho cộng đồng. Đài NBC News nhận định các khoản tiền từ thiện của bà Mackenzie Scott thậm chí còn vượt qua nhiều quỹ từ thiện lớn nhất hàng đầu thế giới. Bà Scott được biết đến với các khoản quyên góp nhanh chóng, hỗ trợ cộng đồng ứng phó với các vấn đề khẩn cấp và không bị giới hạn bởi các quy định ràng buộc như tại các tổ chức từ thiện có cấu trúc lớn phức tạp. Vào năm 2020, nữ tỷ phú từng gây ngạc nhiên khi tặng 6 tỷ đô la cho nỗ lực cứu trợ COVID-19 và ủng hộ quyền bình đẳng giới tại các trường cao đẳng đại học của Mỹ. Trong thông báo vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 6, bà Scott cho biết bà cảm thấy băn khoăn khi phần lớn tài sản của thế giới tập trung vào tay một nhóm nhỏ tỷ phú siêu giàu. Vì vậy, bà đang làm việc với các nhà nghiên cứu xã hội và những cố vấn về từ thiện để làm sao có thể cho đi những khoản tiền lớn và thúc đẩy hệ thống xã hội thay đổi. Từ đó, phân bổ tài sản và cơ hội đến nhiều tầng lớp hơn trong cộng đồng. Tôi nghĩ ông ấy chỉ nói đùa thôi. Đó là lời cảm thán của nhiều nhân viên tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei tại chi nhánh Phần Lan sau khi nghe sếp đề xuất làm việc không nghỉ 7 ngày một tuần. Cụ thể, thầu Mika Lode, giám đốc phụ trách an ninh mạng của Huawei Phần Lan khẳng định bản thân luôn làm việc 80 tiếng mỗi tuần, không nghỉ hè, không nghỉ phép và hy vọng là các nhân viên cũng nên làm theo mình. Ông cho rằng việc này có thể thay đổi quan điểm của người dân đất nước Bắc Âu về sự cạnh tranh, không để xảy ra tình trạng tụt hậu so với Mỹ hay là Trung Quốc. Cụ thể, theo Giám đốc An ninh mạng Mika của Huawei Phần Lan, các nhân viên ở đây nên học tập theo lối làm việc cũng như thông lũng silicon và kinh đô công nghệ thông quyến của Trung Quốc, những nơi yêu cầu làm việc tới hơn 80 giờ mỗi tuần và hạn chế tối đa các kỳ nghỉ. Phát biểu của ông Mika đã gây ra tranh cãi lớn ở Phần Lan. Quan điểm của ông đi ngược lại với xu hướng của các nước châu Âu, nơi mà nhiều tập đoàn lớn đang thảo luận về cách giảm giờ làm việc để đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân viên. Thủ tướng Phần Lan Sanna Martin thậm chí từng nêu đề xuất về làm việc chỉ 6 tiếng mỗi ngày. Bà Anina Roponen, giáo sư tại Viện Quốc gia về sức khỏe nghề nghiệp Phần Lan, cho rằng đề xuất của vị giám đốc an ninh mạng Huawei là không thực tế và không khả thi ở quốc gia Bắc Âu. Tôi nghĩ rằng làm việc 80 giờ mỗi tuần là phi lý, làm sao chúng ta có thể đảm bảo được cuộc sống hàng ngày của mình. Ở một số nước châu Á, kiểu làm việc đó có thể được áp dụng, nhưng tùy thuộc vào văn hóa làm việc. Nữ giáo sư nói thêm, nghiên cứu của WHO cho rằng, làm việc trên 55 tiếng mỗi tuần có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Bà Anina đề nghị, giới hạn làm việc không quá 55 giờ mỗi tuần nên được Phần Lan quy định cho tất cả mọi nghề nghiệp. Bà cho rằng, chúng ta có một chiếc đồng hồ sinh học chạy trong cơ thể. Chúng ta cần ngủ đủ giấc, sinh hoạt đúng giờ và thư giãn để có thể hồi phục và làm nhiều điều khác. Công việc nào cũng cần được nghỉ ngơi dù là nghiêng về hoạt động thể chất hay là trí não. Trong một thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ, vào ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6, thì Trung Quốc dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 vào lúc 9 giờ 22 phút sáng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tủ Tuyền tại tỉnh Cam Túc. Được biết là chuyến hành trình này sẽ chở theo đoàn phi hành gia bao gồm 3 người với mục đích là xây dựng trạm vũ trụ thiên cung. Theo Reuters, lần phóng này sẽ là sứ mệnh mang theo phi hành đoàn đầu tiên sau gần 5 năm của Trung Quốc trợ lý giám đốc cơ quan không gian có người lái Trung Quốc Xi Minh nói với các phóng viên rằng các phi hành gia lần lượt là Nhiếp Hải Thắng 56 tuổi, Lưu Bá Ninh 54 tuổi và Thang Hồng Ba 45 tuổi. Sứ mệnh Thần Châu 12 sẽ do phi hành gia Nhiếp dẫn đầu. Đây sẽ là lần du ngoạn không gian thứ ba của ông ấy sau sứ mệnh Thần Châu 5 năm 2003 và sứ mệnh Thần Châu 10 năm 2013. Đây sẽ là sứ mệnh thứ hai lên vũ trụ của phi hành gia Lưu và sứ mệnh đầu tiên của phi hành gia Thang. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay với việc phóng mô đun thiên hà, mô đun đầu tiên và lớn nhất trong 3 mô đun của trạm vào cuối tháng 4. Kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng Bình Phương đến với một tin vui từ các nhà bảo tồn động vật hoang dã. Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ thì loài công xanh Ấn Độ, loài chỉ được tìm thấy trong tự nhiên ở vùng Thabaka của Pakistan và trong một khu vực nhỏ của Azad Kashmir, nhưng đã bị đe dọa nghiêm trọng vì những đợt khô hạn kéo dài. Đạn phá rừng và hạn hán đã dẫn đến mất môi trường sống và nguồn thức ăn của các loài động thực vật tại khu vực vốn đã nổi tiếng khô cằn, buộc nhiều loài phải chết hoặc là phải di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, giờ đây các quan chức về động vật hoang dã của tỉnh Xin tuyên bố rằng khu bảo tồn động vật hoang dã Aran Kut ở quận Tabaka đang chứng kiến sự trở lại và có hàng chục ngàn con công cùng với một số các loài chim và động vật khác nhờ nỗ lực cung cấp nước và ngăn chặn những kẻ săn bắt trộm. Khu bảo tồn nằm trong một đầm lầy sa mạc khổng lồ và trong mùa gió chướng thì đây là một vùng đất ngập nước xanh tươi tươi tốt, nhưng khi mưa tạnh mọi thứ đều khô héo. Do biến đổi khí hậu, những trận mưa hàng năm ngày càng trở nên khó lường và nhiệt độ có thể vượt quá 45 độ C vào những tháng mùa khô. Sự can thiệp của con người ngày càng cần thiết để đảm bảo rằng các loài động vật có thể tiếp cận được với nước cho đến khi mưa bắt đầu trở lại. Các quan chức cho biết, trong bối cảnh những thách thức về môi trường sống, số lượng chim công đã xuống mức thấp vào năm 2011, khi một dịch bệnh do virus quét qua khu vực khiến chỉ còn khoảng 200.000 cá thể sống sót. Các nhân viên khu bảo tồn đã phải nỗ lực xoay vòng quy trình cung cấp nhiều ngũ cốc dinh dưỡng hơn và đào thêm ao để giữ nước cho số lượng chim công còn lại. Khu bảo tồn động vật hoang dã Ran Omkut đang trên đường trở thành câu chuyện thành công sẽ được biết đến của Pakistan trong việc bảo tồn chim công. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 7 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.